Và bây giờ sẽ là 5 đáp án cho đội của chúng ta nha. Xin mời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trời ơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cái gì vậy? Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Khó nha. Đại thi hào. Trời ơi, khó quá Tường ơi. Hỏi chuyện Kiều hả? Giáo sư Ngô Bảo Châu. Trời ơi. Khó. Lên tìm quá trời ơi. Là những danh nhân. Mời các em quay ra phía sau. Những danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Bắt đầu. Trời ơi, sao mà biết được Tường? Hồ Chí Minh quá. Tụi em lựa tiếp đi. Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp em ơi. Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô. Đó. Vô chị. Chị Võ Nguyên Giáp không? Ở đâu chị? Chắc chưa? Đúng rồi, tôi có đọc sách, tôi có thấy đúng đại rồi. Tướng Võ Nguyên Giáp là vô. Ở đây. Võ cái nào chắc ăn nhất thì tôi nghĩ vô. Ở đây. Vô nha. Vô Chủ tịch Hồ Chí Minh với Võ Nguyên Giáp thôi, đâu cần phải chia ba, bắt buộc phải vô ba hả? Dạ, được ba là đủ rồi nè. Là bắt buộc vô ba hả? Vô hai không được hả? Đúng rồi. Tường chắc không? Qua đây cho chắc. Câu hỏi của chúng ta là gì? Không phải là danh nhân. Danh nhân văn hóa đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Hồi nãy tôi nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là chắc rồi. Chị nói Võ Nguyên Giáp. Thì em ừ theo chị. Tại vì em tin chị. Trời ơi, tin chị làm gì? Tụi em tin chị. Tôi đã nói như thế nào hả Tường? Cái đáp án nào mà các bạn tin chắc 100% thì hãy nhường vị trí đó cho người đội trưởng của mình để được an toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là chắc chắn 100% rồi. Lẽ ra Tường nên qua đó đứng. Hai em thân mến, hai em chọn đáp án này, các em nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm là đúng? Dạ, em nghĩ là chắc chắn là đúng. Cho nên là hai anh em quyết định đứng ở đây, bỏ rơi bà đội trưởng mình luôn. Không phải chị ơi, tại vì em nghĩ là đại tướng Võ Nguyên Giáp không mà đây mới đưa chị vô á chứ. À, thì ra là em đó hả? Đúng rồi, nãy có một người đẩy tôi rất là mạnh, đẩy tôi rất là lẹ. Chị là vô đây nè, chị vô đây nè. Thì ra tài, bé này. Con tài á, tài. Nội bộ mà có chia rẽ lẫn nhau cớ chứ khi vừa hiện tên ra là tôi đã nói đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng, nói trước tiên cái đó công nhận luôn. À, xong cái tự nhiên được cái đẩy tôi vô đây. Tiếp theo, em trai đứng ở vị trí anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, vì sao em không biết nữa, rung vô đại. Cái nào gần nhất vô đại. Trời. Em có biết về Nguyễn Trãi không? Dạ chút thôi hả? Dạ hiểu luôn rồi Tường. Cái tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Trãi không? Bình Ngô Đại Cáo. Đúng rồi. Hồi đi học là mình có học đúng không? Rồi bây giờ Thương anh Thương về chỗ. Nguyễn Du không ai vô hết trơn á. Chuyện Kiều ta hay muốn chết không vô. Tài Nghĩa sẽ công bố đáp án nào trước đây? 2, 3. Tức là đáp án đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ủa sao tự nhiên ông cho tôi chết trước Nguyễn vậy nha. Nếu vậy Nghĩa sẽ công bố đáp án 3 và 4 trước Tường nha. Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và đại thi hào Nguyễn Du. Đây là đáp án như thế nào? Xin mời. Cả hai đáp án này, Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đều đúng. Danh nhân văn hóa được UNESCO công nhận nha. Như vậy có nghĩa rằng ba đáp án còn lại chỉ có một đáp án là đúng mà thôi. Không chờ gì nữa. Đội trưởng ao ở vòng 1. Tại vì người ta bận đi show anh ơi. Bận đi show. Cái lý do đó là hoàn toàn không tôi đúng luôn Nghĩa. Tôi đọc không kỹ câu hỏi rồi, thôi. Rồi bình tĩnh. Bây giờ Nghĩa sẽ công bố vị trí số 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai cũng nghĩ rằng đúng. Thấy hai em lo lắng hồi hộp run rẩy quá, anh sẽ tạm thời để hai em ở đó nấu một chút nữa. Để mình có thể mình cảm nhận, mình hưởng thụ cái giây phút nó thiêng liêng này. Anh sẽ công bố đáp án số 5. Trời, giáo sư Ngô Bảo Châu. Xin mời. Bây giờ bên đây mà xanh đèn một cái coi như là còn có một người thôi đó. Bây giờ còn hai đáp án cuối cùng thôi. Là hai cái đáp án mà bây giờ mọi người cứ đang là dằn xé nhau về cái chuyện tại sao không phải bên này mà là bên kia. Vậy thì Nghĩa sẽ công bố cùng một lúc hai đáp án này. Xin mời. Hồi hộp quá chị. Biết trước số phận cái tội á. Cách ly luôn rồi, cách ly luôn rồi. Đáp án đại tướng Võ Nguyên Giáp không chính xác. Như vậy là
chia tay với đội trưởng Cát Tường ở đây. Còn lại 3 thành viên, xin mời các em đến đây. Sao các em? Buồn đúng không? Anh đã nhắc tới nhắc lui rồi, cái nào mà chính xác mình tin chắc 100% nên để vị trí đó cho đội trưởng. Với cái đáp án Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chắn chúng ta ai cũng biết. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xem như là một thiên tài quân sự của thế kỷ 20. Còn với danh nhân văn hóa thì là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại thi hào Nguyễn Du và người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Hơi tiếc một chút là bởi vì mới câu đầu tiên, mà thật ra câu này không phải là Cát Tường không biết, Cát Tường cũng biết luôn, đó là đáp án Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình vẫn có 3 triệu cho cái câu vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong căn phòng trống để xem coi các đồng đội của các em như thế nào. Hai chị em đứng tướng đẹp ha. Em vẫn khỏe. Em vẫn ổn. Chỉ có điều trong đó hơi lạnh chút xíu thôi. Có hai đứa cũng không nên nổi lạnh. Qua cho nước uống hay bánh kẹo giang ông Tường? Không sao, em thiết nghĩ em sẽ sớm quay trở lại thôi. Cái vấn đề là ba đứa em đang có mặt ở đây nè, nó có vượt qua được vòng 1 để đến với vòng 2 để mà cứu Tường quay lại hay không? Nói chung cái này là hy sinh nè, hy sinh để cứu đàn em thân yêu nè. Thôi mấy em ơi, chị cũng chung đã lời rồi, cái thằng bé này nó cứ đu đeo theo chị hoài à. Mình phải tự vận động tư duy. Cho nên bây giờ ba em ở lại đó, ta nói là ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chị đặt hy vọng cho tụi em, đừng có nghe cái đội bên kia nó làm nhiễu thông tin của mình các em nha. Hy vọng các em sẽ sớm đón chị quay trở lại. Tạm biệt hai bạn, mời các em về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Mời đội Hiền Khô. Bây giờ chúng ta xem nha, coi những cái kết sắt này có điều gì xảy ra. Bắt đầu. Một cái kết sắt đã tắt đèn, có nghĩa rằng câu này chúng ta có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn, và trong đó chỉ có 2 đáp án đúng. Nhiệm vụ của chúng ta là cũng sẽ phải đứng vào 2 vị trí là ít nhất. Mời đáp án của chương trình. Chất hóa học, nước và muối. Chất béo động thực vật, rau củ. Nhớ rằng câu này mỗi một người mà chọn đáp án đúng, chúng ta sẽ có 2 triệu đồng. Mời mọi người quay lại. Câu hỏi: người xưa làm xà phòng từ cái gì? Bắt đầu. Dạ, chắc mày. Quay lại. Chất hóa học, nước và muối. Nước và muối đó không có. Cái này yên tâm nhất, tôi vô trước. Tôi nói thì thôi, không biết đúng không trời. Vẫn còn thời gian, có muốn thay đổi không? Thôi được rồi. Hoặc là chúng ta có thể chia người ra một tí cho nó an toàn. Trời ơi. Với câu này thì thấy rằng đội Hiền Khô đã lựa chọn vị trí rất là nhanh. Chỉ trong khoảng 10 giây đầu thôi, Lạnh Tiết Cương đã kéo Béo Trắng vào cái vị trí của chất béo động thực vật. Vì sao anh chọn ngay đáp án này? Người xưa thì khó mà biết được chất hóa học, cho nên mình nghĩ cái gì nó đơn giản trong cái cuộc sống thường ngày nhất. Sao mình không chọn rau củ đi, chắc rụng nụ quá. Còn với hai em ở vị trí nước và muối thì sao? Dạ, ban đầu thì tụi em đã chọn chắc chắn là chất béo động thực vật, tại vì em có đọc trong một cuốn sách, hình như là sách giáo khoa, thì có nói là mỡ lợn có thể làm thành xà phòng được. Ba đáp án còn lại thì em loại trừ, thì em nghĩ giặt thì phải có nước và muối là chất làm sạch thì em chọn. Thì nó hơi liều một xíu là hai em đứng trong một ô. Cái phương án mà em chọn nó cũng hợp lý. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ công bố đáp án nào trước đây? Chất hóa học không ai chọn hết, Đại Nghĩa sẽ công bố đáp án này. Xin mời kết quả từ chương trình. Đáp án này không chính xác, không ai lựa chọn cả. Đúng thiệt, như anh Cương nói, từ thời xưa thì nhiều khi lúc đó cũng chưa có phát minh ra nhiều những cái chất hóa học để có thể tạo thành xà phòng, cho nên không ai chọn đáp án này là hợp lý. Tiếp theo, tôi sẽ công bố đáp án số 2, nước và muối. Đây là đáp án. Dù sao cũng có người ở lại để cứu tôi. Ít ra mình có hai em là an toàn rồi nè. Nhưng mà giờ quan trọng đội trưởng có an toàn để mình có thêm được 10 triệu hay không. Chất béo động thực vật, bên đây là rau củ,
công bố hai đáp án này cùng một lúc nha. Xin mời. Được làm từ chất béo động thực vật. Mời cả đội về chỗ.